Alo, xin chào các bạn. Mình mới nhận của khách cái máy mà nó bị người ta xài bị quên iCloud rồi các bạn. Máy này thì modem wifi thôi nha, không có xài sim ha. Để mình ghim vô máy tính, mình mở BioTool lên, mình coi từ nó iPad máy, mình mở tool mà mình ba bát nha các bạn. Máy này iPad E2 nè, iOS khá là cao 15.8. Bản wifi thì nó không có số series ha. Rồi để mình mở cái tool lên, coi thử cái tool nó nhận cái máy chưa, mình tiến hành là mình chia sẻ với các bạn cái cách mình bypass nó nha. Đầu tiên những cái máy hello á thì mình phải thường thường là get cái file hello nè, đó các bạn thấy không? Cái bản wifi á thì nó bắt mình phải đổi qua cái số series của cái tool á. Số series gốc của cái máy á, mình phải đổi qua cái số series của cái tool á thì nó mới bypass được nha. Những cái modem mà iPad wifi á phải đổi số, hiện tại thì phải đổi số series nha các bạn. Mình mở cái device manager lên, thấy nó có driver á, giờ mình đưa vô chế độ bonus để mà mình vô chế độ màn hình màu á các bạn, mình đổi số series trước nha. Rồi các bạn vô chế độ DFU nè, trên tool nó hướng dẫn á, thấy driver đầy đủ á thì các bạn cứ bấm start. Vô DFU thì những cái dòng mà iPad có phím home mềm á thì nút nguồn với lại nút home các bạn nhịp nhẹ hợp lý, các bạn buông nguồn giữ home á là nó sẽ vô chế độ DFU. Khi mà vô chế độ DFU á, cái tool nó thấy là nó tự vô chế độ bonus cho mình luôn ha. Rồi các bạn cứ đợi cho nó chạy bonus. Chạy bonus thành công á, tiến hành mình boot bubble, có nghĩa là mình vô chế độ màn hình màu á, mình đổi số series mới được nha. Cái tool này hiện tại thì nó chạy khá là nhanh. Rồi vô bonus thành công nè. Thay vì mình boot ram disk thì các bạn đừng có boot, các bạn vô chế độ màn hình màu trước nè. Rồi boot bubble trước nha. Thấy có driver thì các bạn bấm boot bubble. Rồi mình đợi cho nó tải file từ server về á, thì nó sẽ đưa cái iPad mình vô chế độ màn hình màu. Rồi mình sẽ đổi số series cho nó nha các bạn. Rồi vô chế độ màn hình màu thành công nè. Các bạn đợi cho nó chạy xong đi. Đối với con máy iPad E2 á, những cái chip mà E8 hay là E9 đó các bạn, thì nó không vô chế độ màn hình màu, nó không có mở cho mình một cái bọt ha. Thì mình phải cần một cái cáp. Cáp đó là cái cáp DCSD nè, mình mới đổi được số series những cái dòng mà iPad thấp nha các bạn. Thì giờ mình rút ra, thay thế cái cáp DCSD vô. Rồi mình nhìn trên cái device manager á, các bạn thấy nó sẽ mở cho mình một cái bọt mới ha, giống như một cái cổng cơm á, để mình đổi số series mới được nha các bạn. Rồi nó có cổng cơm 4 nè. Rồi tiếp tục trên tool đó, mình refresh nó, chọn cái cổng cơm 4 á. Rồi mình read nó, rồi mình đổi cái số series các bạn ha. Cái này nó lỗi là tại vì nói chung là lâu lâu mình mới làm cái cáp này á, có thể là cái cáp nó bị dơ hay gì á các bạn. Mình read lại nó cũng báo lỗi nè. Thì các bạn cứ rút ra hay là vệ sinh cái đầu cáp đi, lâu ngày quá cái cáp nó bị oxy hóa hay gì á, nó nhận cái dữ liệu data chưa có chuẩn ha. Các bạn ghim ra gắm vô một hai lần là được nha. Chọn lại cái cổng cơm, rồi read. Mình đợi nó read thành công á, mình chỉ đổi số series thì các bạn đổi số series thôi nha, mình đừng có đổi những cái thông số như wifi, bluetooth nha các bạn, nó bị lỗi ha. Tích vô chọn cái ô số series á, rồi mình lấy cái số series của cái tool nè, mình thay thế cái số series gốc, bấm write mình đổi thôi. Các bạn nhớ nha, mình chỉ đổi số series thì chọn số series thôi ha, mấy cái mục kia mình không có chọn nha. Rồi các bạn bấm Z là nó sẽ đổi số series thành công. Khi đổi số series thành công á, rồi mình reboot cái máy lên, chờ nó khởi động lên, nó kiểm tra lại cái số series coi có đúng không. Là mình tiến hành mình đổi lại cái cáp của Lightning đó các bạn. Mình tiến hành mình bypass hello như lúc trước thôi ha. Những cái dòng iPad mà chip thấp á, ví dụ Mini 4, Gen 5, E2 hay là những cái con iPhone mà dạng như là chip A8, A9 đó các bạn, mình muốn đổi số series á, là mình cần cái cáp DCSD ha, hoặc là các bạn có cái box á thì các bạn vẫn đổi được nha. Rồi giờ tiến hành mình bypass hello thôi. Bypass hello thì nó có hai loại, hiện tại thì hai loại bypass. Đổi số series thì nó tình trạng không thể kích hoạt máy nè. Nếu các bạn muốn bypass mà dạng ram disk á thì mình phải get cái file hello trước.
rồi nó hỏi mình có đưa vô chế độ recovery để boost trên disk rồi mình bypass hello luôn không, thì các bạn cứ bấm Z rồi các bạn làm như cũ thôi, hoặc là các bạn direct rồi các bạn bypass hello vẫn được nha. Thì sẵn cái tool này thì mình ram disk cho nó nhanh các bạn. Tiếp tục đưa vô DFU. Rồi đưa vô DFU thì thay vì lúc nãy á là mình boot bubble, thì giờ mình boot ram disk để mình add hello nha. Tại những cái con máy mà iPad mà modem wifi á các bạn, dòng tấm thấp á, mình phải đổi số series trước nha. Nó làm lâu hơn những cái máy mà cái bảng có sim 4G thì mình không có cần đổi số series. Tool này chạy được thì mình phải order series nha. Các bạn nếu cần sự giúp đỡ thì các bạn cứ liên hệ với mình. Còn những anh em nào ở xa có những cái máy như vậy mà không có cái cáp DCD hoặc là không có cái bóc thì cứ liên hệ với mình, gửi máy về mình làm cho, rồi mình gửi đi gửi đến trong ngày thôi nha, để cho anh em có máy xài nha các bạn. Rồi các bạn cứ đợi cho nó boot ram disk thành công thì mình add hello thôi. Như những cái cách mà mình thường chia sẻ trên kênh đó, các bạn có theo dõi kênh mình thì biết cái cách bypass cho nó dễ ha. Này là iPad Air 2 thôi nha, bản wifi. Còn những cái iPad mà Gen 6, Gen 7 á, hay là Pro này kia, nhiều lúc mình về chế độ màn hình màu nó tự mở cho mình một cái bọt á, thì là mình đổi luôn ha, không có cần cáp DCD nha các bạn. Con này thì iPad Air 2 thì bản wifi thì mình lên video mình nói khá là kỹ á. Thì anh em có gặp những cái máy này á thì muốn bypass được á thì mình phải đổi số series nha. Đổi số series thì phải cần cáp DCD. Nếu không có cáp thì hiện tại thì mình dùng bóc hay là gì cũng được nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.